nhận định trước trận đấu Crystal Palace và Liverpool. Chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Sheffield United vào dạng sáng thứ năm vừa qua là một chiến thắng nhẹ nhàng cho Liverpool, nhưng nó cũng chưa phải là một chiến thắng thuyết phục. Đội bóng của chúng ta đã phải vật lộn để phá vỡ hàng phòng ngự của huấn luyện viên Chris Wilder thiết lập khi Crystal Palace chủ động chơi phòng ngự lùi sâu. Virgin van Dijk đã ghi bàn từ một quả phạt góc trong hiệp 1 để đưa Liverpool vượt lên dẫn trước. Darwin Nunes vào sân từ băng ghế dự bị và có pha tranh chấp bóng tốt trước khi kiến tạo cho Dominic Ezobosli nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên khi Liverpool dẫn trước với tỷ số 1-0 mong manh, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn ở những phút cuối trận đấu khi Sheffield liên tục dâng cao tấn công, hòng tìm bàn gỡ. Thời điểm đó đòi hỏi một màn trình diễn phòng ngự chắc chắn của hàng thủ Liverpool và chúng ta đã có được điều đó. Lữ đoàn đỏ đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp và 8 trận bất bại ở Premier League kể từ trận thua 1-2 không đáng có trước Tottenham vào tháng 9 vừa qua. Đội bóng của chúng ta lại tiếp tục có một trận đấu sớm vào thứ bảy khác ngay sau trận đấu ở giữa tuần. Huấn luyện viên Julian Klopp cũng đã có những ý kiến của mình về vấn đề này trên Amazon Prime với người dẫn chương trình Marcus Buckland. Trong khi đó, Crystal Palace cũng sẽ không thích thú với lịch thi đấu này khi mà huấn luyện viên trưởng của họ là Roy Hodgson đang có nguy cơ cao sẽ là huấn luyện viên thứ hai bị sa thải ở Premier League mùa này đội bóng của Roy Hodgson đã thua 2-0 trước Burnmouth tại Selhurst Park vào đêm thứ tư và đây là thất bại thứ năm của họ trong 7 lần ra sân gần nhất. Kết quả là Palace hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League sau 15 trận và cách khu vực xuống hạng 9 điểm. Điều đặc biệt là Roy Hodgson đã bị ném vật thể lạ từ khán đài trong trận thua đó. Theo tờ The Mail, hiện báo cáo rằng tương lai của Hodgson đang được xem xét kỹ lưỡng từ những người ra quyết định tại Selhurst Park mặc dù ưu tiên vẫn là huấn luyện viên này sẽ ra đi vào cuối mùa giải khi hợp đồng của ông hết hạn. Về phía Liverpool, chiến thắng giữa tuần trước Sheffield đã không được trọn vẹn bởi Alexis Mark Allister đã khập khiễng trong nửa sau trận đấu tại Bramall Lane và có thông tin chính xác xác nhận chấn thương của Dren Matip. Cụ thể, trung vệ Dren Matip đã bị đứt dây chàng đầu gối và sẽ phải tiến hành phẫu thuật, qua đó nghỉ đấu trong phần còn lại của mùa giải 2023-2024 tới. Điều đang nói, hợp đồng của Matip và Liverpool sẽ đáo hạn sau khi mùa giải năm nay khép lại. Với việc sẽ bước sang tuổi 33 vào năm tới và sở hữu tiền sử chấn thương phức tạp, thật khó để anh được ban lãnh đạo The cop đề nghị gia hạn hợp đồng. Cùng với đó, với lịch thi đấu dày đặc khi tính riêng tháng 12 này, Liverpool còn tới 6 trận đấu nữa đang chờ đợi trước mắt. Huấn luyện viên trưởng Klopp phải có những phương án tối ưu và xoay tua thật tốt cho những trận đấu sắp tới, vì chúng ta đang đặt mục tiêu ít nhất sẽ không bị mất chỗ trong cuộc đua danh hiệu mùa giải này. Còn bây giờ mình xin gửi đến anh em thông tin trước trận đấu này. Thời gian diễn ra trận đấu là 19h30 phút ngày thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023. Nơi diễn ra trận đấu là sân vận động hút Park. Về thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ, Crystal Palace là miếng mồi quen thuộc của Liverpool trong những năm gần đây. Cụ thể, trong 9 lần gần nhất hành quân đến sân đối thủ này, thì The Kop đã giành tới 8 chiến thắng, chỉ bị cầm hòa đúng một lần Crystal Palace từng nhận thất bại 0-7 trước Liverpool ngay trên sân nhà vào ngày 19 tháng 12 năm 2020. Đây là trận thua đậm nhất trên sân nhà của Crystal Palace trong lịch sử Premier League. Trong hoàn cảnh đó, đây sẽ là trận đấu mà Liverpool có chiến thắng để tiếp tục đua tranh ngôi đầu với Arsenal. Trong khi đó, với riêng huấn luyện viên Roy Hodgson khi ông chỉ có 3 chiến thắng khi đối đầu với Liverpool sau 18 lần làm huấn luyện viên trưởng. Phong độ gần đây của Crystal Palace và Liverpool Crystal Palace từng là đội bóng rất khó chịu ở Premier League những năm trước đây. Đặc biệt, từ khi Roy Hodgson trở lại dẫn dắt câu lạc bộ này, thì đại diện thành London càng khó bị đánh bại hơn với khả năng đá phòng ngự phản công khó chịu. Giai đoạn đầu mùa giải năm nay, Crystal Palace từng đánh bại MU 1-0 ngay tại Old Trafford với lối chơi này. Tuy nhiên đây là thời điểm mà Crystal Palace đang sa sút không phanh. Trong 8 vòng gần nhất, họ chỉ thắng 1. Đó là chiến thắng 2-0 trên sân một trong những câu lạc bộ yếu nhất mùa giải năm nay Burnley. Còn lại Crystal Palace đã thua tới 5 trên 8 vòng trở lại đây. Mới nhất, họ vừa gục ngã 0-2 ngay trên sân nhà trước Burnley. Trận thua này là thất bại thứ ba liên tiếp trên sân nhà của Crystal Palace và đẩy họ xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Roy Hodgson đang trở thành ứng viên hàng đầu cho vị trí người thuyền trưởng tiếp theo bị mất việc ở Premier League. Trong khi đó, Liverpool vẫn đang duy trì phong độ cao, Chiến thắng 2-0 trên sân Sheffield United giữa tuần đã là trận thắng thứ ba liên tiếp của chúng ta và trận bất bại thứ năm trên mọi đấu trường. Lúc này Liverpool đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm, trong khi nhiều hơn Man City 4 điểm. Sau một mùa giải xa sút, Jurgen Klopp đang đưa Liverpool trở lại quỹ đạo chiến thắng như những năm trước đây. Cập nhật tin tức đội hình Liverpool. Ngoài vấn đề chấn thương của Matip phải nghỉ đến hết mùa thì trong trận thắng mới nhất trước Sheffield United, huấn luyện viên Klopp tiếp tục đau đầu khi Mark Alister buộc phải rời sân đầu hiệp 2. Cập nhật về tình hình của nhà vô địch World Cup 2022, Klopp nói thêm, ban đầu Marka bị đối thủ dẫm lên đầu gối và có một vết cắt. Vết thương hở nên đội ngũ y tế đã băng lại. Rõ ràng là rất đau nhưng cậu ấy vẫn cố gắng tiếp tục thi đấu. Sang hiệp 2, Marka cảm thấy cử động đầu gối, di chuyển khó khăn. Giờ chúng tôi phải xem cậu ấy cần mất bao nhiêu thời gian để phục hồi. Hy vọng sẽ không quá dài các cầu thủ Alisson, Diogo Jota, Thiago, Andy Robertson và Ivan Bajcetic vẫn sẽ ngồi ngoài ở trận đấu này. Tin tức đội hình Crystal Palace Palace cũng nhận một đòn chấn thương mới trong trận thua 0-2 trước Bơn Mau với việc hậu vệ phải Tyreek Mitchell buộc phải rời sân vì vấn đề hông và được thay thế bởi Nathaniel Klein. Mitchell cùng với Cheikh Dokur, Eberichi Eze, Dean Henderson, Rob Holding và Resuran Raksaki cũng sẽ có tên trong danh sách vắng mặt. Đội hình dự đoán của Liverpool Vị trí thủ môn và hàng phòng ngự Một trận đấu giữ sạch lưới và có những khoảnh khắc chơi tốt trước Sheffield sẽ mang lại cho Cao Kelleher sự tự tin hơn và cầu thủ Ireland sẽ tiếp tục đứng trong khung thành ở trận đấu này. Tuy nhiên đây có thể là trận đấu bắt chính ở Premier League cuối cùng của Anh trong năm nay với việc Alisson dự kiến sẽ trở lại trong trận đấu với Manchester United Virgin van Dijk mới ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải này và sẽ tiếp tục chỉ huy hàng phòng ngự của chúng ta. Có nhiều khả năng cặp đôi trung vệ vẫn sẽ là Van Dijk và Ibrahima Konate. Ibrahima Konate cũng đã chơi rất tốt trước Sheffield. Joe Gomez chơi không quá thuyết phục ở vị trí hậu vệ trái ở trận đấu vừa qua và Kostas Tsimikas có thể trở lại sau khi được nghỉ ngơi vào giữa tuần. Trent Alexander-Arnold đang có phong độ tốt nhất từ đầu mùa giải cho đến nay sẽ tiếp tục trong vai trò hậu vệ phải. Với việc Andy Robertson và Matip đều vắng mặt, có rất ít sự lựa chọn dự phòng cho Liverpool ở hàng thủ, mặc dù Jorel Quansah cũng là một phương án khả dĩ. Vị trí hàng tiền vệ Trong khi chúng ta vẫn chờ đợi thông tin chi tiết hơn về chấn thương mà Mark Alistair đã gặp phải ở trận đấu với Sheffield United, có thể nhà vô địch World Cup sẽ được nghỉ ngơi ở trận đấu này như một biện pháp phòng ngừa rủi ro. Điều đó có nghĩa là Wataru Endo sẽ có trận đấu thứ hai liên tiếp được ra sân ngay từ đầu ở Premier League. Sau những khởi đầu chưa thực sự tốt, đội trưởng đội tuyển Nhật Bản đang gây ấn tượng tốt trong những màn trình diễn gần đây của mình ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Dominic Ezoboslai chắc chắn sẽ cần nghỉ ngơi, nhưng có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa với việc cầu thủ người Hungary đang là nhân tố gần như không thể thiếu ở hàng tiền vệ của Liverpool hiện tại. Cầu thủ 23 tuổi này đã đá chính tất cả 15 trận đấu của lữ đoàn đỏ ở Premier League mùa này. Vị trí tiền vệ cánh trái vẫn là sự cạnh tranh giữa Ryan Ravenberg và Curtis Jones Curtis Jones có thể sẽ được đá chính ở trận đấu này bởi vì sự cân bằng mà anh ấy mang lại cho hàng tiền vệ. Về mặt trận tấn công, Mohamed Salah vẫn đang tìm kiếm bàn thắng thứ 200 cho Liverpool và chắc chắn sẽ tiếp tục có mặt ở đội hình xuất phát trong hàng công của Liverpool khi bước vào trận đấu này. Liverpool thời gian gần đây cũng đang làm rất tốt việc phân bổ đều các bàn thắng của các cầu thủ ghi bàn ở các vị trí khác nhau. Nhưng khi nhìn lại một chút, hàng công cũng đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm mảnh lưới đối phương Salah đã không ghi được bàn thắng nào ở Premier League kể từ ngày 12 tháng 11, trong khi Darwin Nunes mới có 7 bàn thắng trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, cầu thủ người Uruguay mỗi khi xuất hiện lại gây hỗn loạn hàng phòng ngự đối phương như thường lệ. Khi vào sân trong trận gặp Sheffield, anh có một đường kiến tạo đẹp mắt cho Ezo sau khi băng vào giành lại bóng dù đã bị thẻ vàng trước đó. Có khả năng anh ấy sẽ xuất phát bên trái của bộ ba tiền đạo với Cody Gakpo ở trung tâm hoặc ngược lại. Có một chi tiết đáng chú ý là Nunez đã bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Crystal Palace mùa trước. Dự đoán tỷ số trận đấu. Crystal Palace đang ở trạng thái không tốt, họ cũng thường xuyên nhận thất bại mỗi khi đụng độ Liverpool. Mình tin rằng trận đấu này Liverpool sẽ tiếp tục có chiến thắng. Mình xin dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 3-0 với chiến thắng dành cho Liverpool. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy nhấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.